Thưa với lại các bác, thì căn bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một trong những căn bệnh mà dẫn đến tử vong cao nhất và ảnh hưởng cực lớn đối với những người bị mắc phải những chứng này. Nếu như không bị tử vong thì cũng ảnh hưởng rất là lớn, như là bị tê liệt chân tay và liệt nửa người. Vậy làm thế nào để chúng ta phòng tránh được căn bệnh đột quỵ này? Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến với lại các bác, nhất là những bác cao tuổi ngoài 50 hay ngoài 40, 45 trở đi, các bác cần phải xem video này các bác nhé. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và trong video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị một trong những cái phương pháp giúp cho những người cao tuổi, người già tránh được cái căn bệnh đột quỵ và giúp cho quý cô bác anh chị khí huyết luôn lưu thông. Và các bác có thể biết rằng người già là sức khỏe đi xuống, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được sức khỏe? Làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh được căn bệnh đột quỵ? Đột quỵ để hiểu một cách rất là đơn giản, đó là những cái mạch máu của chúng ta khi nó bị vỡ hoặc bị tắc nghẽn thì nó sẽ gây ra căn bệnh đột quỵ này. Nếu như những cái mạch máu mà nó ở chân, ở tay hay là ở chỗ nào khác thì nó bị vỡ, nó có thể không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nó mà vỡ những cái mạch máu ở trên não của chúng ta thì dẫn đến cái triệu chứng đó là bị đột quỵ và tai biến mạch máu não, nó là như vậy. Vậy thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản là như thế thôi. Làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh và giúp cho những cái mạch máu của chúng ta nó luôn luôn được chắc khỏe? Giống như một cái ống nước, nếu như cái áp suất ở trong ống nước đấy nó quá mạnh thì khiến cho cái ống nước nó bục. Vậy thì làm thế nào để cho cái ống nước của chúng ta nó là một cái loại chất liệu nó tốt hơn và có áp suất cao thì nó cũng không bị bục? Đó là cái yếu tố mà tôi muốn chia sẻ đến với lại quý cô bác chị trong video này. Và để biết được cách này như thế nào thì ngay bây giờ mời quý cô bác chị chúng ta cùng theo dõi thật kỹ video này. Nhất là những cái bác cao tuổi thì cần phải xem thật kỹ các bác nhé, và là áp dụng thật chuẩn. Đây là một cách không tốn bất cứ một đồng tiền nào của các bác mà đem lại những cái hiệu quả rất là cao. Bởi vậy các bác nhớ dùm tôi là hãy thực hiện nó, và khi xem nhớ phải thực hiện các bác nhé. Và không để các bác phải chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta cùng đi vào bài tập này các bác nhé. Đây là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ rất là nhiều của những cái bác mà khi thức dậy sau đó là bật dậy luôn và bước ra khỏi cửa. Thì khi bị luồng gió ngoài vào, nhất là mùa đông này, thì rất dễ dẫn đến đột quỵ của những cái bác người cao tuổi ấy. Và đây là các bác có thể nghe thấy cái chuyện này rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì đây cũng là những cái yếu tố mà những người thanh niên, bản thân tôi cũng vậy thôi, khi mà chưa tìm hiểu về cái căn bệnh đột quỵ này, chưa tìm hiểu về đông y, chưa tìm hiểu về những kiến thức bấm huyệt này ấy, thì tôi cũng thường là thức dậy cái là dậy luôn. Đây là một trong những yếu tố rất là sai lầm các bác nhá. Bởi vậy nếu như các bạn trẻ hay là những các bác xem được cái video này thì nhớ là hãy chia sẻ ngay cho mọi người cái yếu tố đầu tiên, đó là thức dậy ấy, là ta nên lăn đi lăn lại mà không nên bật dậy ngay. Nếu như các bác đang ngủ bật dậy ngay cái như vậy nó rất dễ dẫn đến căn bệnh đột quỵ, nhất là những người cao tuổi. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải là lăn đi lăn lại qua trái qua phải, rồi sau đó ta mới ngồi dậy. Và sau khi ngồi dậy á thì các bác hãy làm mấy cái động tác này ngay trên giường cho tôi, thì đây sẽ giúp cho các bác là luôn luôn có một ngày mới tràn đầy sức sống, giúp cho các bác luôn luôn tinh thần sảng khoái, tỉnh táo, và từ đó thì cái giúp cho cái thanh mạch máu của chúng ta nó chắc khỏe. Và cái bước đầu tiên là các bác sau khi đã lăn đi lăn lại ngồi dậy thì các bác hãy dùng hai cái bàn tay của chúng ta này xoa vào nhau như này. Các bác nhớ là phải xoa thật thật mạnh, thật đều, rồi xoa cho nó thật bỏng, thật nóng ra đó. Đây, thật bỏng như thế. Sau đó này các bác dùng cái tay mua vuốt lên trên đầu như này, vuốt lên mặt như này. Đây là gọi là phương pháp rửa mặt sáng sớm bằng massage mặt các bác nha. Vuốt như thế, các bác nhớ là chúng ta sẽ vuốt khoảng tầm 21 lần các bác nhớ nhá. Sau khi vuốt xong các bác để tay làm tay như này cho tôi này, vẩy thật chậm xong bắt đầu nhanh dần đó. Ta vẩy, các bác vẩy sau khi mà cảm thấy những cái đầu ngón tay của chúng ta nó có cái cảm giác là hơi tê tê nhá các bác nhá, thì lúc này ta lại xoa tay. Các bác nhớ là lại xoa này, xoa thật bỏng. Sau khi xoa thật bỏng xong á thì các bác làm cái phương pháp này cho tôi này, áp hai cái lòng bàn tay của ta, khi mà ta xoa này nó bỏng mà, áp hai cái lòng bàn tay vào mắt như này các bác nhá. Áp vào để một lúc xong bắt đầu miết ra đấy, và sau đó thì cứ
cứ làm như vậy. Đầu tiên nó còn nóng ấy, ta áp vào, sau đó ta miết. Để một lúc sau đó miết ra như này các bác nhá. Miết này. Miết cái này á, giúp cho các bác cái mắt của bác được tỉnh táo và giúp cho cái gan của bác khỏe khi làm động tác này. Sau đó các bác lại vẩy tay, vẩy mạnh, nhanh dần. Sau khi mà đã vẩy xong như vậy rồi, ta lại xoa, xoa cho nóng lên. Và cái bước tiếp theo là các bác dùng cái ngón tay của chúng ta này chải tóc như này này các bác này. Chải như này. Đấy, đây là cái biện pháp rất tốt các bác nhá. Chải đầu bằng tay này này là sẽ giúp cho cái khí huyết trên não của chúng ta nó lưu thông và giúp cho các bác tăng cường trí nhớ rất tuyệt vời bằng cái cách này. Đấy, ta chải như này. Các bác nhá. Và khoảng tầm 21 lần. Sau đó thì các bác lại vẩy tay cho nó thật sự thoải mái tay. Sau khi vẩy tay xong rồi lại xoa nóng. Xoa nóng ấy, lần này ấy, thì các bác đặt cái tay lên, ta xoa nóng xong này, đặt tay lên gáy này, các bác miết, tay phải thì miết sang đây, tay trái miết sang đây. Cứ vậy các bác vuốt như thế này giúp cho cái cổ, cái gáy của chúng ta ấy, nó được làm nóng lên. Và cái khí huyết, vì các bác biết rằng tất cả những máu của chúng ta được bơm từ tim lên ấy, đều chạy qua cái đường gáy của chúng ta này, dưới cái xương gáy này, xương cổ này, cái đốt sống cổ này rất là quan trọng luôn các bác nhé. Và các bác miết như vậy sẽ giúp cho những cái bác nào bị thoái hóa đốt sống cổ lành lại các bác nhé. Miết tay như vậy, nóng, miết tay như vậy, đây là một trong những phương pháp tự chữa lành rất là hay, các bác nhớ là áp dụng nhé. Đó, thì các bác miết như vậy, sau khi miết xong khoảng tầm 21 lần đấy, 21 lần xong thì các bác lại vẩy tay và lại xoa tay cho thật nóng. Lần này các bác hãy dùng cái tay của mình á, miết vào chỗ mồm này các bác này, khu vực này nhá, nóng rồi đấy, xong miết ra thế này, miết ra này, các bác miết cho hết nóng xong, cho nó hết nóng đi khoảng 21 lần. Các bác miết này vì là cái khoanh cái miệng của chúng ta này cũng có rất nhiều huyệt đó. Lần tới tiếp theo nữa là các bác dùng cái sống bàn tay này, các bác nhớ nhá, các bác xem video này xong á thì các bác có thể không nhớ nhưng mà các bác phải xem lại cho nó nhớ, và ta tập luyện hàng ngày nó sẽ rất là tốt cho các bác. Các bác nhớ là như vậy, dùng cái tay của mình là tay sống, tạo thành cái sống tay như này. Đó, cái đường sống tay này liên quan đến cả sống lưng của chúng ta luôn, nó rất là liên quan tới nhau các bác nhé. Trong đông y có câu là đồng danh là tương ứng, sống tay thì liên quan sống lưng. Các bác đặt cái tay như này này, kéo, các bác nhớ này, cái tay của mình đặt lên cái huyệt ở trên đầu lông mày nhé, miết xuống theo cái đường rãnh môi ra cười này, miết đây này, miết đấy, tay này miết bên này, tay này miết này. Cứ như vậy mỗi bên là 21 lần các bác nhá, mỗi bên là 21 lần miết như thế, thì sẽ giúp cho các bác nào có những cái vấn đề như là bị gan, bị thận, rồi cái động tác này cũng rất là tốt và giúp cho các bác có phục hồi lại cái vấn đề gan thận của các bác rất là hay. Tiếp nữa thì các bác dùng hai cái ngón tay này đấy, ta tạo thành như này, mà thực tế là ta dùng bằng hai cái ngón này thôi, kéo bên này, đây kéo bên này, các bác nhớ nhá nè. Đấy, miết ở dưới cái phần mồm tay này, thì ở trên tay là ở dưới, cứ miết ở phần mồm này. Đó, thì các bác nào á bị cái chứng tiểu đêm ấy mà miết như thế này ấy, nóng hết cái này lên ấy, thì cũng giúp cho các bác là hết cái chứng tiểu đêm này đấy, rất là hay. Đấy, đấy là những cái cách mà chúng ta có thể là mát xa mặt và giúp cho cái khí huyết trên não của chúng ta nó được lưu thông, và giúp nhất là bác nào bị đau đầu này, hoa mắt, chóng mặt này, làm cái này rất là tốt các bác nhé. Đó, thì các bác tiếp tục đến, đó là tay. Thì các bác làm tay như này này, đập này, các bác nhớ nhá, đập này, đập vào đây, chỗ này này, chỗ này là liên quan đến phế. Các bác liên quan đến phế, hai bên này, tay này đập bên này, đập tay từ tay trái trước, tay phải đập sang tay trái trước, đập vào đây trước, đập vào đây trước. Sau đó thì là ta đập ra, các bác đập vào đây khoảng tầm 21 lần. Sau đó ta đập ra tay này, đập xuống này, xuống tay, các bác nhá, đập ra như thế. Sau đó lại bên này, cũng như vậy, và đập ra tay như này. Đó, thì sẽ giúp cho cái khí huyết trên những cái chi của ta ấy, nó được lưu thông. Và tiếp nữa là các bác xoa hai cái chân, hai cái gan bàn chân ấy, dùng cái chân của ta tự xoa vào nhau, hai cái gan bàn chân xoa cho thật nóng lên. Thì sau đó thì các bác ra khỏi giường. Và tôi lưu ý các bác này, sau khi đã ra khỏi giường á, các bác uống cho tôi một cốc nước. Các bác nhớ nhá, cốc nước lọc, không cần phải nước gì cả. Cốc nước lọc ấm là rất tuyệt vời luôn. Các bác nhớ nhá, đi ngủ không biết nhưng sáng dậy là các bác phải uống nước cho tôi, mà nhớ là nước lọc chứ không uống nước gì khác, nước lọc thôi. Thì sẽ giúp cho các bác nào mà bị
cái vấn đề như là khí huyết của chúng ta không lưu thông tốt này, và cái thành mạch máu nó yếu này, thì các bác làm những cái phương pháp này một thời gian cái sức khỏe của bác thay đổi hoàn toàn. Và đặc biệt là những bác nào có những cái triệu chứng đó thì hết luôn. Và không những vậy, những bác nào tiểu đêm này, mất ngủ này, cũng là một trong những cái cách này đều đặn thì các bác cũng hết luôn những cái chứng đó. Và thưa với lại các bác, thì trên video này tôi vừa chia sẻ đến các bác cái cách để chúng ta phòng chống đột quỵ và tăng cường sức khỏe, đặc biệt là những bác nào cao tuổi, thì khi thấy video này nhớ thực hiện, nhớ là hãy thực hiện và nhớ chia sẻ cho bà con, cho những người bạn của mình cùng thực hiện. Và những bạn trẻ nào thấy video này thì nhớ là hãy mở cho bố mẹ mình cùng xem để cho bố mẹ mình có tăng cường sức khỏe các bạn nhé. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì video tôi thì xin được kết thúc tại đây. Các bác nhớ là hãy dí vào nút đăng ký và nút chuông ở phía bên này, vì tôi sẽ còn quay trở lại với lại quý cô bác chị vào khung giờ là 10 giờ trưa hàng ngày và 18 giờ chiều các bác nhá. Đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông thông báo. Và bây giờ thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video lần sau ạ.